Bình Định và Phú Yên còn chưa hết ngập lụt thì Trung Bộ và Tây Nguyên lại sắp phải đối mặt với một đợt mưa lũ lớn do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới đang hướng về hai khu vực này. Để có thêm thông tin cảnh báo chi tiết thì chúng tôi có mời tới trường quay ông Hoàng Phúc Lâm là Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia. Rất là cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình với chúng tôi. Xin ông cho biết là cái áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông thì sẽ ảnh hưởng như thế nào đến thời tiết nước ta? Vâng, có lẽ là cái điều đáng lo ngại nhất ấy là thứ nhất là áp thấp nhiệt đới là có khả năng mạnh lên thành bão trong 24 giờ tới. Và ngoài ra thì áp thấp nhiệt đới còn có thể kết hợp thêm với cả không khí lạnh và gió đông đang hoạt động ở trên khu vực Trung Bộ. Cho nên là sẽ khiến cho khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có một đợt mưa trên diện rộng. Và cái xác suất xảy ra cái kịch bản này là lên đến 70-80%. Và đây cũng là một cái hình thế gây mưa rất là điển hình cho khu vực Trung Bộ trong cái cao điểm mùa mưa ở khu vực miền Trung. Vâng, với cái hình thái gây mưa điển hình như vậy thì cái cường độ mưa của chúng ta đợt này là như thế nào và mưa sẽ gây ra những cái mối nguy hiểm như thế nào đối với người dân khu vực miền Trung và Tây Nguyên thưa ông? Vâng, có thể nói là chiều ngày hôm nay thì mặc dù là tâm áp thấp nhiệt đới vẫn còn ở khá là xa bờ, tuy nhiên thì do là cái cấu trúc của áp thấp nhiệt đới là cái vùng mây dông và mưa lớn ấy, là lệch về phía tây, cho nên là ngay từ chiều nay là khu vực Nam Trung Bộ đã bắt đầu có cái mưa to rất to, và chúng tôi dự báo là cái đợt mưa này sẽ còn kéo dài cho đến hết ngày chủ nhật ngày 16 tháng 10, và khu vực mưa lớn sẽ nằm dải từ Quảng Bình cho đến Khánh Hòa, và lượng mưa phổ biến là sẽ từ 200 cho đến 500 mm và có nơi trên 600 mm, và trong đó thì trọng tâm là các tỉnh khu vực từ Quảng Trị cho đến Bình Định. Ngoài ra thì có một cái nguy cơ nữa là cái đợt lũ từ ngày 9 đến 12 tháng 10 vừa rồi cũng ở khu vực này thì nước lũ chưa rút hết, mực nước trên các sông hiện nay đang vẫn rất là cao, thì thêm cái mưa của cái đợt sắp tới này thì sẽ khiến cho lũ khả năng lên rất là nhanh. Cụ thể là khu vực các sông ở Quảng Bình, Quảng Trị, Khánh Hòa và Đắk Lắk thì chúng tôi dự báo là lũ có thể lên báo động 1, báo động 2. Khu vực Thừa Thiên Huế cho đến Phú Yên, các tỉnh Kon Tum và Gia Lai thì có thể lên mức báo động 2 và báo động 3. Vâng. Và một số sông là còn có thể có trên báo động 3. Cái nguy cơ tiếp theo là gì? Là mưa cường độ lớn tập trung trong thời gian ngắn thì sẽ khiến cho cái lũ quét và sạt lở đất có nguy cơ xảy ra rất cao ở các khu vực Trung Du và vùng núi, các cái tỉnh khu vực từ Quảng Trị cho đến Phú Yên, Kon Tum và Gia Lai. Đặc biệt là chúng tôi lưu ý các cái huyện có nguy cơ rất cao như là Phong Điền, Nam Đông, Hương Trà ở Thừa Thiên Huế, Bắc Trà My, Nam Trà My, Phước Sơn và Tây Giang ở Quảng Nam, Sơn Tây, Minh Long, Ba Tơ, Sơn Hà, Trà Bồng ở Quảng Ngãi, Đắk Lây, Con Rẫy và Tumorong ở Kon Tum. Đấy là các khu vực, các huyện mà có nguy cơ rất cao có thể xảy ra cái lũ quét và sạt lở đất trong đợt mưa lớn lần này. Dạ vâng, rất là cảm ơn những chia sẻ của ông Hoàng Phúc Lâm. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng theo dõi những cái dự báo thời tiết về diễn biến mưa lũ tại khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên. Chị Minh Châu, mưa lũ tại sông Côn của Bình Định hiện nay như thế nào? Vâng ạ, lũ trên sông Côn thì đang xuống chậm rồi ạ. Thế nhưng mà mức nước thì có nguy cơ là sẽ chững lại do là điều tiết nước xả từ các hồ chứa. Và dự báo khoảng 7 giờ tối nay, mực nước tại trạm Thạnh Hòa vẫn trên mức báo động 2, tức là chỉ giảm 2 cm so với lúc đầu giờ chiều. Và sau đó nguy cơ lũ trồng lũ khi mà mưa lớn lại xảy ra ở Bình Định. Mực nước khả năng sẽ tăng bắt đầu từ lúc 1 giờ chiều mai và cho đến chiều mai thì có thể sẽ gần mức báo động 3. Vì thế ngập lụt theo đó sẽ mở rộng trở lại và sâu hơn ở các vùng trũng thấp ven sông Côn. Với các khu vực khác thuộc Quảng Bình đến Khánh Hòa, Kon Tum, Gia Lai và Đắk Lắk, bà con chú ý sẽ xuất hiện một đợt lũ mới từ đêm nay đến thứ hai tuần sau. Đáng lo ngại nhất là các sông chính từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên cùng với Kon Tum, Gia Lai. Đỉnh lũ trên các sông sẽ lên mức báo động 2 đến báo động 3 và có sông vượt báo động 3. Còn trên các sông ở Quảng Bình, Quảng Trị cùng với Khánh Hòa và Đắk Lắk thì lũ sẽ lên mức báo động 1 đến trên mức báo động 2. Hiện tại thì Quảng Ngãi này, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk đang là những nơi mà có mưa trở lại do ảnh hưởng từ rìa mây phía xa của hoàn lưu cơn áp thấp nhiệt đới. Trong đó thì Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên và Gia Lai là những nơi có mưa vừa mưa to. Mưa thì sẽ còn dồn dập hơn và mở rộng ra khắp từ Quảng Bình đến Khánh Hòa cùng với khu vực Tây Nguyên. Trong đêm nay và ngày mai thì mưa có thể kéo dài cho đến hết tuần này. Tổng lượng mưa tích lũy cảnh báo sẽ từ 200 đến 500 mm và có nơi mưa vượt 600 mm. Nguy cơ rất cao gây ra sạt lở đất, lũ quét ở vùng núi, ở Trung Du thuộc các khu vực này. Một thông tin đáng chú ý khác về diễn biến triều cường ở Nam Bộ. Dự báo sang ngày mai tại thành phố Cần Thơ, triều cường vẫn còn cao và tiếp tục gây ngập. Mực nước hai lần đỉnh chiều trong ngày thì vẫn cao hơn mức báo động 3 từ 12 cho đến 19 cm. Trong khi đó ở thành phố Hồ Chí Minh thì triều cường sẽ giảm, ngập úng chỉ còn cục bộ ở vùng ven sông mà thôi. Và tiếp theo sẽ là phần dự báo thời tiết cho một số thành phố khác trong đêm nay và ngày mai. Hà
Hà Nội dự báo đêm nay không mưa, trời lạnh, 21 độ. Sang ngày mai vẫn nắng khô với độ ẩm thấp nhất chỉ 40% và nhiệt độ khoảng 30 độ. Trái lại, Đà Lạt có mưa dông bất chợt, có lúc mưa vừa mưa to, đêm nay trời rét với mức nhiệt 15 độ. Sang ngày mai thì nhiệt độ không quá 19 độ ở khu vực này. Còn thành phố Hồ Chí Minh đêm nay tạnh ráo, dịu mát, 25 độ. Sang ngày mai trời nắng gián đoạn, hơi nóng với mức nhiệt 33 độ. Chiều tối thì mưa dông sẽ xảy ra ở vài nơi.